Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hé lộ tên thật của con gái Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như sau 5 năm giấu kín. Theo truyền thông Đài Loan, cô bé cá heo nhỏ không chỉ có tên thật rất hay mà diện mạo cũng cực kỳ xinh xắn. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là cặp đôi thường xuyên bị soi tin tức đời tư và cũng vướng phải không ít tin đồn xấu. Tuy nhiên, với con gái cá heo nhỏ thì họ lại vô cùng kín đáo, khắt khe yêu cầu truyền thông không được để lộ mặt con mình, phải xóa mặt cô bé nếu bị bắt gặp. Lâm Tâm Như có biệt danh là cá heo do bố mẹ cô đặt từ nhỏ, vì vậy con gái của cô có tên thân mật là cá heo nhỏ. Tuy nhiên, truyền thông Đài Loan, Trung Quốc tiết lộ cho rằng vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa thường gọi con là thiên thần nhỏ thay vì cá heo nhỏ khi ở nhà. Ngoài ra, truyền thông cũng trực tiếp nhắc đến tên thật của con gái Lâm Tâm Như, cô bé có tên thật là Hoắc Tiểu Lộ. Nữ diễn viên cũng đã xác nhận điều này trong một buổi phỏng vấn. Cá heo nhỏ được miêu tả ngoại hình khá giống mẹ. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn giống như những nữ chính của phim thần tượng và tính tình cực kỳ ngoan ngoãn. Gần đây, netizen cũng đã chụp được hình ảnh của cá heo nhỏ và khen ngợi cô bé có đôi chân dài cùng chiều cao vượt trội so với những đứa trẻ cùng lứa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.